Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2020. Hiệu quả mô hình hòa giải đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Tạm giữ 400 sản phẩm quần áo vi phạm nhãn mác hàng hóa. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật đầu tư sửa đổi, dự án luật doanh nghiệp sửa đổi. Sau đó các đại biểu thảo luận tại tổ về các dự án luật này. Việc xem xét đưa hộ kinh doanh và làm đối tượng quản lý theo luật doanh nghiệp sửa đổi còn gây nhiều ý kiến tranh cãi tại Quốc hội. Về dự án luật doanh nghiệp sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo luật này là không phù hợp vì luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức, quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Các đại biểu cũng cho rằng không nên quy định hộ kinh doanh trong luật doanh nghiệp, nhưng cũng cần phải có nghị định để định hướng phát triển loại hình kinh doanh này. Trong phiên họp chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự án luật thanh niên, sau đó các đại biểu thảo luận tại tổ hai dự án luật. Chuyển sang các tin tức quan trọng tại Thái Bình. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 và một số nội dung khác. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị. Các đại biểu thảo luận tham gia đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2019, mục tiêu và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2020, đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tỉnh Thái Bình. Nhìn chung, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo báo cáo, nguyên tắc phân bổ nguồn vốn, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP dự kiến đạt 55.924 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm ngoái. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 152.572 tỷ đồng, tăng 14%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 17.736 tỷ đồng, đạt 134% dự toán năm. Công tác triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả khả quan. Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai. Sản xuất nông nghiệp sụt giảm giá trị do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, tỉnh Thái Bình đã kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch. Cơ cấu các lĩnh vực trong nông nghiệp vẫn đạt kết quả tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin truyền thông đạt khá tốt. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cơ bản đồng tình và khẳng định, nhìn chung các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, đánh giá khá sát với tình hình kinh tế xã hội của Thái Bình trong năm 2019. Tuy nhiên, về phần hạn chế, yếu kém, cần bổ sung thêm một số nội dung. Đó là triển khai thực hiện một số nghị quyết của Ban Thường vụ cấp ủy ban hành trong thời gian gần đây, nhất là những nghị quyết mà nó liên quan đến nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thế rồi nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân, chưa có cái chuyển biến rõ nét lắm. Ví dụ như là cái nghị quyết về phát triển đàn châu bò thương phẩm, hay là cái nghị quyết về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, thế rồi là cái việc thu hút đầu tư, nhất là đầu tư chiến lược trên các lĩnh vực thì nó có những hạn chế. Việc triển khai thực hiện các cái dự án trọng điểm thì nó có những cái dấu hiệu chứng là một số cái ngành, một số địa phương thì cái tư tưởng trông chờ ỷ lại nó vẫn rõ. Cái lỗ hổng của chúng ta trong quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quản lý nhà nước về tài nguyên, về môi trường, về giao thông hay là quản lý nhà nước về xã hội.
về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản tán thành với những đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời gợi mở nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện tốt. Trước mắt là tập trung rà soát và khắc phục cho được những hạn chế yếu kém và gắn trách nhiệm rõ ràng cho các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị. Ở đâu, việc gì thì đều phải do tập thể lãnh đạo và người đứng đầu chịu trách nhiệm. Vấn đề thứ hai, phải nhằm vào các nghị quyết, nhằm vào những định hướng, nhằm vào những chủ trương và giải pháp mà cấp ủy và Hội đồng Nhân dân đã đề ra để mà tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết. Phải tập trung cho những gian trọng điểm. Và đây là cơ sở để chúng ta có thể đạt được những cái kết quả lớn hơn. Rất chú trọng chấn chỉnh cái kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo điều hành và ý thức chấp hành. Kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực nhạy cảm như là đất đai, môi trường, như là các cái lĩnh vực xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo để trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Tiếp đó, vào chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng thảo luận về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 cùng một số nội dung quan trọng khác. Dự họp có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Năm 2019, nền kinh tế tỉnh Thái Bình tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số, quý sau cao hơn quý trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 22,5%. Tỉnh Thái Bình đã thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư mới, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 130 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm đạt gần 16.800 tỷ đồng. Công tác tổ chức xây dựng đảng đạt kết quả tích cực. Về mục tiêu chủ yếu năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên, tổng thu ngân sách nhà nước phần thu nội địa đạt 6.964 tỷ đồng. Có 100% số huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dù có những khó khăn nhưng đến thời điểm này, tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp giảm, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương chỉ đạo điều hành ở một số địa phương chưa tốt, tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm còn chậm, công tác kiểm tra giám sát chưa quyết liệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung hoàn thành thắng lợi đề án sản xuất nông nghiệp năm 2019, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thực hiện quyết liệt 5 đột phá trong nông nghiệp của chúng ta. Địa phương nào cũng phải tiếp tục thực hiện chủ trương là hình thành những cái sản phẩm chủ lực. Thái Bình ta thì vì hẹp và địa bàn các cái địa phương thì nó cũng không có những đặc điểm tự nhiên khác nhiều. Cho nên không đặt ra cái mô hình ô cốp, tức là mỗi làng xã một sản phẩm. Mà chúng ta đặt ra mỗi huyện một số cái sản phẩm chủ lực. Thì bây giờ phải căn cứ vào cái mục tiêu và cái cơ chế chính sách ấy để chúng ta phát triển, để bảo đảm cái khu vực nông nghiệp chúng ta là tương đối ổn định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, phát huy vai trò các hợp tác xã, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển đàn châu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, có biện pháp hướng dẫn tái đàn đối với đàn lợn, quản lý chặt chẽ đất bãi triều ven biển, xây dựng nông thôn mới gắn với đổi mới phương thức sản xuất, thực hiện nghiêm túc kết luận 50 và nghị quyết 05 đối với việc quản lý sử dụng đất, hình thành các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, chú ý vấn đề nước sạch nông thôn. Về công nghiệp dịch vụ, cần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế Thái Bình, rà soát tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Với một cái tinh thần là ngành nào có trách nhiệm gì phải làm tốt cái trách nhiệm ấy. Cấp ủy chính quyền cũng tăng cường cái vai trò giám sát, chỉ đạo, điều hành, rồi là kiểm tra cái việc thực hiện của các ngành, các địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các cái doanh nghiệp ở các cái hoặc là các cơ sở sản xuất kinh doanh ở các cái địa phương thì nó phải tùy thuộc vào cấp ủy chính quyền địa phương. Đấy, thì tôi đề nghị là phải chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường giám sát sau đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, chú trọng củng cố hỗ trợ phát triển các nghề và làng nghề, khuyến khích đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, chú trọng xây dựng thương hiệu và thị trường cho sản phẩm, tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn,
thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm chi thường xuyên, triển khai kế hoạch đầu tư công 2020 đúng quy định của Chính phủ, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm và ngày hội văn hóa thể thao, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường thanh tra công vụ, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh địa phương, xử lý kịp thời các vụ việc mới phát sinh, chú trọng xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhất là công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước thềm đại hội. Thưa quý vị và các bạn, người Việt Nam có câu 100 cái lý không bằng một tí cái tình. Từ lâu phương thức hòa giải luôn tồn tại với các cộng đồng người Việt và trở thành một trong những thiết chế truyền thống để giải quyết các tranh chấp. Nhằm xây dựng luật hòa giải đối thoại, thời gian qua, Tòa án Nhân dân tối cao đã cho thí điểm mô hình hòa giải đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Hiệu quả việc triển khai tại Thái Bình như thế nào? Sau đây là phần trình bày của biên tập viên Tố Uyên. Xin được mời chị Tố Uyên. Thưa quý vị và các bạn, tại Thái Bình, việc tổ chức thí điểm mô hình hòa giải đối thoại trong thời gian 10 tháng, từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019 tại các trung tâm thuộc Tòa án Nhân dân hai cấp đã đạt được một số kết quả tích cực được dư luận xã hội đánh giá cao. Mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin sau. Thực hiện chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình đã thành lập 4 trung tâm hòa giải đối thoại tại tòa án thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án Nhân dân các huyện Đông Hưng, Tiền Hải, Thái Thụy và thành phố Thái Bình. Trong 10 tháng, tổng số đơn thụ lý của 5 trung tâm là 1.147 vụ việc, đã giải quyết 1.147 vụ việc, đạt 100%. Số vụ việc hòa giải thành đối thoại thành là 797 trên 1.147 vụ việc, đạt tỷ lệ 69,5%. Trong đó thành công nhất là lĩnh vực hôn nhân gia đình, tỷ lệ hòa giải thành đạt 77,1%. Hoạt động hòa giải đối thoại đã tác động tích cực đến việc ổn định hàn gắn các mối quan hệ xã hội tại địa phương, giải quyết kịp thời các tranh chấp theo tinh thần hai bên cùng thắng, giúp các bên giải quyết mâu thuẫn bằng chính ý chí của mình, chứ không phải phán quyết của tòa án thông qua xét xử. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Do bên cạnh có công trình xây dựng lớn đã làm ảnh hưởng gây nứt nhà của gia đình ông Trần Công Bộ, khiến ông lo lắng. Gia đình ông đã nhiều lần nói chuyện với chủ đầu tư công trình nhưng không thành, do đó đã gửi đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình và được tòa chuyển đến Trung tâm Hòa giải đối thoại. Nhờ đó đã mang lại kết quả khiến cả hai bên nguyên đơn và bị đơn đều cảm thấy hài lòng. Hòa giải xong, hai bên cũng rất là vui vẻ với nhau, không có vấn đề gì, không có căng thẳng, không có kiện lên kiện cáo gì nữa. Quá trình hòa giải thì tôi thấy là cái hòa giải là rất là tốt. Cũng là một vấn đề được mang ra khởi kiện, vụ việc giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Thái Bình với khách hàng đã được giải quyết ổn thỏa. Bên nguyên đơn là phía ngân hàng không những đã có thể thu hồi được vốn vay mà còn giữ được mối quan hệ và uy tín với khách hàng. Bởi nhờ hòa giải đối thoại, hai bên đã tìm ra phương án giải quyết tối ưu nhất. Trung tâm hòa giải đối thoại cũng là cái cầu nối giữa các cái bên tranh chấp với nhau, có thể ngồi lại với nhau để thỏa thuận với nhau. Thay vì là cái việc mà đưa nhau ra tòa để có những cái căng thẳng hơn trong các cái mối quan hệ dân sự. Lợi ích thứ nhất là về mặt thời gian thì đã giúp đỡ cho bản thân những người mà đi giải quyết cái tranh chấp đó là có thể rút ngắn về mặt thời gian giải quyết vụ việc, rút ngắn cho tòa về cái việc là phải quá trình tố tụng để mở phiên tòa. Thứ hai nữa đó là cái việc mà góp phần gọi là giảm thiểu cái chi phí tố tụng. Tại buổi làm việc mới đây với Tòa án Nhân dân hai cấp tại Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đánh giá cao kết quả mà công tác hòa giải đối thoại mang lại. Tác động xã hội nó được rất lớn, không phải là cái giải pháp thay thế để chúng ta giảm tải cho tòa án đâu. Chúng ta không đặt ra cái mục tiêu là công việc chúng ta nhàn đi, cái đấy chỉ là một thôi. Nhưng mà chúng ta tạo cái đồng thuận xã hội, làm sao để tình làng nghĩa xóm được hàn gắn. Đây là cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự chính trị của địa phương. Kể cả thi hành án rồi, bà con ngồi nhìn nhau có khi là cũng trở nên thù hận. Từ thế hệ nọ sang thế hệ kia,
lấn nhau một tí đất thôi mà thi hành án là cưỡng chế đấy, thì tôi nói là đời nọ sang đời kia không nhìn mặt nhau. Cho nên là từ cái xung đột này nó có tạo ra cái mầm mống của xung đột khác. Nếu đã hòa giải được thì không chỉ là giảm sức ép cho cái việc xét xử của tòa án các cấp, mà quan trọng hơn là kết quả hòa giải thì nó giải quyết được vấn đề ổn định xã hội bền vững. Bởi vì nếu đưa nhau ra tòa ấy, thì chỉ được cái lý thôi, nhưng mất hẳn cái tình. Trong khi người Việt mình ấy, thì trăm cái lý không bằng một cái tí cái tình. Khi mà hòa giải thành ấy, thì cái ổn định nó bền vững. Các bên đều là vui vẻ, tòa án vui và các bên có liên quan cũng đều vui. Thì chúng tôi đánh giá rất cao, mặc dù là hoạt động thời gian không dài, thế nhưng mà hiệu quả thì lại rất rõ nét. Đối thoại hòa giải tại tòa sẽ là cái cơ sở bền vững nhất và cũng là kinh tế nhất, hiệu quả nhất. Thực tế, thí điểm tại các mô hình cho thấy việc Quốc hội xem xét ban hành luật hòa giải đối thoại là cần thiết. Đối thoại sẽ giảm thiểu xung đột gay gắt trong giải quyết khiếu kiện hành chính, tạo ra sự đồng thuận giữa người dân và cơ quan quản lý nhà nước, không làm phát sinh các khiếu nại tiếp theo. Hơn nữa, thông qua hoạt động này, người tiến hành hòa giải đối thoại còn có thể giải thích, nâng cao nhận thức pháp luật cho các bên. Đến đây tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với các thông tin khác. Sáng nay, Trường Cao đẳng nghề Thái Bình kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển, 5 năm thành lập trường và khai giảng năm học 2019-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Đến nay, Trường Cao đẳng nghề Thái Bình đã đào tạo trên 10.000 lao động kỹ thuật ở các bậc trình độ cho địa phương. Hàng năm qua khảo sát, có 98,76% học viên ra trường tìm được việc làm tại các đơn vị, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, quan tâm giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên, chủ động, linh hoạt liên kết với các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Nhân dịp này, trường vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và công bố quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình và Trường Trung cấp Nghề Thủ công Mỹ nghệ Kiến Dương vào Trường Cao đẳng nghề Thái Bình. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay là các thông tin thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, VinFast ô tô Thăng Long Dragon Auto, đại lý 3S chính hãng của VinFast tại Thái Bình, tổ chức lễ bàn giao xe cho những khách hàng đầu tiên. VinFast Lux SA 2.0, Lux 2.0 và Fadin là những mẫu xe mới nhất của VinFast sở hữu thiết kế sang trọng với động cơ mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ Đức, đạt chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn ASEAN CAP. Hiện tại, các dòng xe này đang được VinFast ô tô Thăng Long Dragon Auto giới thiệu đến người dân Thái Bình trong sự kiện trưng bày và đăng ký lái thử chào đón giấc mơ người Việt tại Trung tâm Thương mại Vincom Thái Bình. Trong thời gian tới, VinFast ô tô Thăng Long Dragon Auto hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm ô tô Việt và dịch vụ chất lượng quốc tế đến với người dân Thái Bình. Sáng nay, Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Vận tải Nam Hà Hải kỷ niệm 10 năm thành lập và nâng tầm phát triển, khai trương dòng xe limousine cao cấp chạy tuyến Thái Bình, Hà Nội. Dàn xe limousine được đầu tư hơn 30 tỷ đồng, với 20 xe có ghế massage tự động, giúp hành khách thư giãn khi di chuyển, wifi, khăn lạnh và nước uống miễn phí. Nhận đón khách tại nhà ở thành phố Thái Bình và huyện Thái Thụy, trả khách theo điểm tại Hà Nội. Không những thế, công ty còn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa và trả hàng tại văn phòng Thái Bình, Hà Nội. Với uy tín 10 năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, công ty Nam Hà Hải cam kết không tăng giá ngày lễ Tết, không đón trả khách dọc đường và không xếp thử khách trên xe. Số điện thoại đường dây nóng 1900-1069 của công ty luôn được mở máy 24/24 giờ để nhận đặt yêu cầu xe của khách hàng. Với việc đưa dàn xe limousine vào hoạt động, công ty mong muốn mang đến dịch vụ cao cấp, hiện đại với giá cả hợp lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Vào hồi 13 giờ hôm nay, đội quản lý thị trường số 6 thành phố Thái Bình, Cục Quản lý thị trường Thái Bình phát hiện và tạm giữ khoảng 400 sản phẩm quần áo nữ vi phạm về nhãn mác hàng hóa. Toàn bộ số hàng hóa trên được trưng bày tại cửa hàng số 137 phố Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Sản phẩm có giá bán cao nhất là 2.189.000 và thấp nhất là 299.000. Tại thời điểm phát hiện và tạm giữ số hàng hóa trên, nhân viên cửa hàng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và cho biết cửa hàng mới đi vào hoạt động kinh doanh được khoảng 2 tháng nay.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.